Bật cười khi bắt gặp thầy trò Đường Tăng đi test nhanh Covid-19. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip 3 người mặc trang phục thầy trò Đường Tăng ngồi xét nghiệm test nhanh Covid-19. Đoạn clip khiến cho người xem phải phì cười. Cụ thể, clip ghi lại khoảnh khắc các y bác sĩ đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người mặc đồ Tôn Ngộ Không, còn người mặc đồ Đường Tăng và Trư Bát Giới đứng xếp hàng để lấy mẫu test ngay sau. Hình ảnh Tề Thiên Đại Thánh cởi bỏ khẩu trang há miệng để bác sĩ cho vào miệng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều dân mạng đùa vui, có lẽ đây là kiếp nạn phải trải qua của bốn thầy trò Đường Tăng trong quá trình đi thỉnh kinh. Hay dù đều trường sinh bất lão thì các thánh thần đều phải sợ tái mặt với virus Covid-19. Kiếp nạn cuối cùng của team Đường Tăng là đây. Đại Thánh cũng chịu thua đại dịch. Sang ngụ tỉnh bị cách ly rồi hay sao mà không thấy? Đường thỉnh kinh đã xa nay còn xa hơn. Được biết đoạn clip này xuất hiện ở Trung Quốc và được nhiều dân mạng Việt chia sẻ lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.